Hải xin chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý khán giả trong clip ngày hôm nay. Thì hôm nay Hải ra lại Tu Bông để gặp các cháu nhỏ để có một số việc cần chuẩn bị. Và sẵn tiện thì hôm nay thì Hải cũng đồng hành cùng với vợ Hải ghé chợ Tu Bông để mua một vài món ăn về nấu và cùng ăn một bữa cơm với các cháu. Thì sẵn tiện Hải cũng quay cho cái nhà cùng xem, cùng biết về cảnh quan của chợ Tu Bông và cũng như là những món ăn mà Hải sẽ cùng với vợ Hải nấu trong ngày hôm nay. Bây giờ thì mời quý khán giả cùng dành chút thời gian để cùng đồng hành với Hải nha. Nếu như em muốn mua đồ đi hướng bên này nè. Bên này nè. Bên này hả? Em phải đi ra ngoài đường đây. Đây, trong này nè. Chợ Tu Bông này thì Hải quá quen rồi cả nhà. Tại vì quay ở chợ Tu Bông này là khá là nhiều. Em đi vô đây nè. Em đi trước đi. Hôm nay chưa có chương trình từ thiện nha em. Để hẹn dịp khác nha. Khu vực này là khu vực của bãi dưới xe của chợ Tu Bông. Phía trước thì cũng bán những cái hàng ăn như thế này nè cả nhà. Bây giờ mình vô hàng cá nha. Đúng rồi, mình vô mình mua cá. Cá với gà đúng không em? Đúng rồi, gà bây giờ mình đi ra ngoài này. Thôi nếu như gà. Ở trong này có thì mua luôn. Ê, để mà con sợ ngoài đó, sợ trong đó hết. Không, ở trong này cũng có bán em à. Hôm nay mình định làm món gì em? Em định mua cá về nấu chua. Chua. Gà kho, xả ớt. Rồi mua giùm anh 2 tờ luôn. Cho em 2 tờ, anh đưa em tờ nào 3 cũng tờ được. Nè. 2 tờ thôi. 6 tỷ. Làm từ thiện cho nó dễ luôn đúng không? Dễ anh. Bữa là mình mua để cầu may trúng số làm dọc giống nhau đúng không anh? Đúng. Là số này là số chắc trúng luôn anh hả? Số chắc trúng á. Đúng là alo. Alo, không có điện thoại, không có xài điện thoại. Lên kênh Hải Du Lịch Bụi là có số điện thoại là liên hệ nha. Du lịch gì? Bụi hả? Hải Du Lịch Bụi. Hải Du Lịch là sẽ có số điện thoại để liên hệ. Dữ chưa? Chúc anh mấy bí số được đắt nha. Dạ. Anh em nói lại là nấu món gì em ha? Mình sẽ nấu cá canh chua, gà kho xả ớt với lại một món cải xào tỏi. Hay là em mua thêm ít trứng nữa về đổ trứng chiên ăn em? Đúng rồi. Ôi măng ngon vậy. Dạ không, dạ không chị. Em ăn cơm rượu không? Mua về nhà cho con ăn, con thích ăn. Nè mua luôn đi. Dạ mua luôn hả? Dạ. Chào chị. Cơm rượu nhiêu hộp chị? 75 ngàn. Cho em hộp nó có nồng quá không chị? Không, chị đi nồng không nồng. Lấy cái loại vừa vừa cho em đừng nồng quá. Để cho mấy cháu nhỏ. Cho mấy con em ăn á. Nồng máu kém ăn gì vậy? Em thích ăn nước nhiều á. Nước nhiều là nó nồng sao? Có nước nhiều. Bả đường sao? Vậy hả? Đây là vừa ăn cũng không nồng cũng mấy. Cái quán này là cô chị này là tới Tết là bán thịt ngâm mắm đồ em. Dạ. Anh quay. Tới đứng đi thôi là thôi mùi thơm nhìn đã luôn. Rất bé của Kiều rồi. Đúng rồi. Nay cô ở nhà không bán hả chị? Mẹ mấy giờ. Khoan không? Sao không ăn nữa? Này trẻ bên em không chị ha? Trẻ em. Cho em hỏi như cây trẻ này bao nhiêu tiền mà cây nem này bao nhiêu tiền chị ha? Ở đây 140 ngàn ký, còn đây 150 ngàn. Trái tim 140 mà chị. Rồi em cảm ơn chị. Cái này là 150 đi chị ha, còn đây là 140. Rồi cảm ơn nha, chúc chị bán đắt hàng nha. Chúc chị xin ai bán đắt hàng luôn nha. Dạ. Em mua ít chè về cho cháu nó ăn luôn. Em định mua trái cây. Thôi là vậy thôi, đi mua trái cây đúng rồi, trái cây đi cho nó tốt. Này gian hàng rau. Anh đi xuống mua đi xuống tiệm. Mấy bà chị trái cây. Tí qua chào thăm mấy chị bán trái cây bên kia chút xíu. Ồ ở đây chợ đông vui quá ha. Ồ nay 9:30 mà thấy vui với ta. Anh ơi,
cái ngát, em mua cái ngát nha. Cái ngát nhưng mà sợ mấy cháu xương nó ăn không được đâu. Rồi, chúc mấy chị bán thịt được đắt luôn nha. À vậy hả? Nó là chắc nghĩ là mấy chị bán thịt heo giàu rồi. Vậy là bây giờ phải nói là mấy cô khổ để còn gửi về đúng không? Khổ quá khổ luôn. Ừ, ngày kiếm có 1 triệu à, khổ lắm. Ôi nó đùa vui nha cô. Thôi chúc mấy cô với chị bán đắt hàng nha. Dạ. Mấy chị vui tính. Chào chị luôn nha. Em định mua món gì? Không, cái ngát sợ mấy đứa nhỏ nó ăn không được em. Bây giờ mình đi một vòng thử đã rồi còn. Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Để em đi một vòng thử rồi. Dạ. Quá trời hải sản luôn. Cá nhiều ghê. Cô này đây có gửi lời gì hay không nè? À, chào cô. Ăn móc. Rồi bữa trước cháu coi clip trước rồi, có còn gửi dầu về không cô hay là gửi cái khác rồi? À, gửi nhà mắt hả cô? À. Dạ. À, cô này vui tính lắm cả nhà. Còn cái nhá tươi với cô ha. Cái nhá quá tươi luôn. Hấp dẫn quá. Thôi chúc cô được nhiều sức khỏe, bán được đắt hàng, mau về sớm nha. Dạ, chúc cô con đi. À, chào thương nhà mắt là được rồi. À. Dạ, để con đi nhìn. Ồ, bữa nay hải sản nhiều quá ha. Cá rồi quá trời luôn. Em định mua cái gì em? Chưa biết hả? À, thử đi vòng đi. Hả? Cái gì thử còn cái gì mua cái gì? Cái gì nó chua hả? Cái gì hay cái giò em? Cái gì anh? Cái gì hả? Ừ rồi ok em mua đi. Cái gì bán sao chị? Chờ chị. Dạ. Trăm ba hả? Hỏi mấy chị có bớt vé không? Chị 100 nha. À nó đùa đó, mua ủng hộ chị đi. Mua hết luôn đi em. Chị con đi mất như này thử. Nhưng mà em cái này mình nấu lá me ngon. Mua rồi chị. Em nấu lá me hay là nấu chua? Mình nấu lá me đi, đúng rồi. Ừ, nấu lá me cho nó ngon hơn em. Con nhỏ đó chị đừng. Không, em không lấy con nhỏ đó. Rồi, rồi được rồi, có nhiêu tính nhiêu chi. Dạ. Em mua rồi. Em làm luôn em. Làm giùm em luôn, làm dạ. Cá luôn chứ. Cái con này là con cái gì nó nít nằm. À, cái gì thì đó bữa trước anh không biết cái con cái này anh nó ủa sao cái gì mà sao nó lại có cái đó, màu nó này. Có màu cam là cái gì đó. Cam. Cái này nó bị. Dạ. Dạ bữa nay con nấu canh lá me lại cái gì à? Chào chị với trẻ luôn nha. Ô chào ngồi. Trời cái lục bông tươi quá. Ồ cái này cái nụt bông ha em. Ồ nhìn ngon quá ha, nhìn hết đẹp, nhìn nó đẹp mà nó tươi rói ha. À gì hết chị. Cái đó thì như mình bán nhiều ký vậy em ha. À 60 cái dạ. Nhìn cái nó hay hay ha, đẹp ha, mà nó tươi rói à. À nó quá tươi luôn. Nhưng mà em không biết làm món gì hết, em nấu này canh chua mà. Dạ cái đó nướng chị, nướng ngon. Bữa nay chợ tôi bông hải sản nó quá trời luôn cả nhà ơi. Nhìn rất là nhiều luôn. Mà chợ cũng đang là giờ này là 9 giờ mấy rồi mà rất là nhộn nhịp. Em chị này có mấy thịt gà nè. Nè. Không phải anh mua gà nguyên con á, gà mình nguyên con á. Anh ơi con đi.
còn dư bịch em gửi lại chị. Bịch này còn nguyên này. Giờ quyết định là lấy cái này nấu lá me nha. Đúng rồi anh. Rồi. Bao nhiêu tiền chị? 125 ngàn. Rồi đi 120 luôn đi. Em đi 120 luôn đi. Rồi em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn nha, chúc bán đắt hàng nha. Giờ mình tới mình mua lá me hả? Bữa nay hải sản dồn về chợ Tôi Bông quá giờ tươi luôn. Tươi ơi là tươi luôn. Dạ chào bác. Chào cô. Chào cô. Ồ quá giờ tươi luôn. Dạ. Ôi, hồi nãy ba. Sao em? Hồi nãy cái bớt mà mình không thấy cái mua về nấu lá me. Không, ăn cái này cũng ngon. Cái này ngon. Dạ. Dạ. À, nãy giờ hãy đi lần quần trong chợ cá của Tôi Bông, cá ngát quá trời luôn, rất là ngon luôn. Nhưng mà do mua về nấu cho các nhỏ, cháu nhỏ ăn nên sợ nó xương đó, cho nên là mới chuyển qua là mua cái dìa. Chị, rồi, chào chị gái luôn nha. Chị. Hết lá me hả chị? Để qua kia quay cây còn lá me. Hey, em có mua gì khác nữa không? Chị có bán cải thiện không chị? À vậy chị. Rồi thôi bữa sau ủng hộ. Cảm ơn chị nha. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Ồ cốc ngon quá. Dạ. Em hỏi thử. Có à, lá me kìa. Chị. Lá me kìa. Dạ. À, chị cho em 10.000 lá me. Chị này cũng không còn cải thiện luôn. Hay em mua cái khác xạo cũng được. Dạ chị cho em chút ý ngổ vô nha. Ngổ đó hả? Dạ. Em hay giống chị của gì chứ ạ? À? Dạ không. À, em ở Nha Trang mới ra. Ở Nha Trang mới ra hả? Dạ. Như anh chàng này bữa trước đem lần rồi sao? Dạ không phải một lần, ra mấy lần rồi chị. Đem một lần quen lần rồi sao? Dạ chợ Tôi Bông em quen nhiều lắm chị. Mấy lần rồi chị. Chị cho em 5.000 ớt xanh với. Dạ. Dạ. Dạ chị giao em ở ngồi đây. Dạ giờ em cũng không rành cái địa chỉ nghe đó lắm nên giờ nói sợ mô tả nó hơi lâu á. Dạ. Rồi em cảm ơn. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán đắt hàng nha. À, bây giờ mình tiền cho nào bán cái thìa thử. Rồi, em. Rồi em cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Cái thìa nhìn ngon quá ha. Đậu len. Dạ. Đủ đủ bí rồi. Dữ chưa? À dạ chị Diễm bán rau à. Dạ. Bán cho chị này đi chị. Rồi của em là hai bó này. Dạ. Hai bó đó có 14.000 à. Trời. Rẻ quá ha. Dạ kênh Hải Du Lịch Bụi á chị. Em có mua thêm lấy vàng bỏ vô thêm không? Không anh, lấy men. À lấy men luôn ngon hả? Ừ. Dạ. Có lấy vàng rồi nữa nha. Em cảm ơn chị. Rồi em cảm ơn chị. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi chúc cô này bán đắt hàng luôn nha. Dạ chào chị. Bữa nay đẻ nha. Bữa nay ca Diễm nói vui vậy nha. Rồi. À. Dạ. Em mua xả ớt hả? Xả ớt anh em ơi. Ủa xả ớt thì ở đây bán luôn nè sao em? Không, hỏi để em hỏi, em hỏi. Dạ. Chị ơi, em hỏi thăm xả ớt mà mình xay, mình cắt rồi. À, ở đây không có. Dạ. Rồi, vậy bây giờ em ủng hộ chị bên này nha. Đúng rồi, ủng hộ bà con mọi người một chút. Chị cho em 5.000 xả với lại gì nữa ta? Với lại hành tỏi. Xả với hành tỏi hả? Không, 5.000 xả, 5.000 hành tỏi cho em. Em về em kho ăn con gà. Có ớt em có rồi. Hay thôi chị cho em thêm 5.000 ớt đỏ luôn đi. Tại ớt kia ớt xanh nó dở kho. Chợ Tôi Bông gần 10 giờ rồi cả nhà. Nhưng mà rất là đông vui luôn cả nhà ơi. Bà con đi chợ vẫn còn khá là đông đúc, rất là nhộn nhịp luôn. Ghé rồi nhiều lắm em, có người đi mua rồi ủng hộ em. Vậy hả chị? Ủa em mình mua trứng trứng gà, trứng vịt mình đổ em, trứng vịt chứ đúng không? Mua trứng trứng vịt, anh thích ăn trứng gì thì mua trứng đó. Trứng nào cũng được em. Mình có trứng gà không chị? Dạ có, đây. Ê, bà hết chỗ đây, bà
em gà con nghỉ hết rồi chỉ còn gà so thôi. Vậy mình mua trứng vịt mình đổ cũng được. À rồi mua trứng vịt em ha. Dạ. Mua ủng hộ chị luôn đi. Đưa sách chưa? Được rồi em làm đi. Được rồi em làm anh cầm được. Dạ 15 ngàn hết. Ờ cái gì em nè. Giờ 20 trứng con. Riêng cho mình kho đủ một con gà không ta? Được á, xả được đó chị. Rồi, mua trứng ủng hộ chị luôn. Rồi. 20 được không chị? À nếu 20 cũng được. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi. Bao nhiêu tiền chị? Rồi em cảm ơn chị. Rồi em đi nha. Dạ rồi em đi nha. Dạ rồi. Giờ vậy là còn thiếu trái cây là gà. Đúng không em? Đúng rồi anh. Gà. Bây giờ mình quay ra trước mình mua thịt gà lại đi xong rồi mua trái cây sau nha. Dạ rồi, không em, bà, con cảm ơn. Em chạy ra mua thịt gà đây hết. Đúng ha. Rồi, đúng rồi. Xong rồi đi mua trái cây sau nha. Đúng rồi. Giờ là mua gà về xè xè ớt đúng không em? Đúng rồi anh. Đây đây, chị anh ơi, anh tí lấy bén anh chụp luôn cút. Lấy anh chụp luôn cút anh. Em mua. Vô trong đá mua. Chào chị. Chị sẽ nắm cái xèo nè. Chị dọn xiên anh. Đây là con đường nằm ngay phía trước của chợ Tư Bông nè cả nhà. Cái hướng này Hải đang quay chị. Thì hướng này là để đi xuống dưới cùng gà này là bao nhiêu một con chị? Con đây là 260 ly. Con đây người ta lấy rồi hả? Còn hướng này thì đi về lại ngay chỗ chợ Tư Bông đi ngang qua cây cầu Tân Phước nha. Con này nó không ngon bằng con này. Em thích nghe con kia nó hấp dẫn hơn. Giờ là mình mua nguyên con này luôn. Thôi em mua nguyên con xong mình chặt đây giờ mình kho. Đúng rồi. Bây giờ em nhờ chị chặt luôn chứ. Con đó 2 kg em. Con đó là 2 kg. Chị lấy mình 250. Dạ rồi chị làm giùm em nha. Rồi. Bây giờ mình vô mua trái cây xong rồi em lấy em ha. Đây là không lâu là 26 lên lâu được 10 ngàn. Em vô mua trái cây xong đi ra ha. Đúng rồi. Rồi. Tiếng em lấy nha chị. Chị chặt giùm em cho em kho xả ớt đó nha. Tại vì trong đó không có cái đồ để em chặt. Rồi em cảm ơn anh chị. Rồi bây giờ là tới ngay gian hàng của trái cây rồi. À, ghé lại chị người quen ủng hộ chị luôn. Rồi đi đâu rồi đâu cũng phải ghé ủng hộ mấy chị này nha. À, chào chị, chào mấy chị. Dạ. Chị. Em mua bánh cục cái cháu nó ăn đi. Em mua nho. Nho hả? Mấy đứa nhỏ thích ăn bánh cục không? Mấy đứa ăn nho. Nho dễ ăn hơn. Nhân. Dạ chị bán bún luôn nha. Ồ gần hết chưa chị? Dạ chị. Dạ. Dạ. Nhiều chúc mừng nha, chúc mừng nha. Chùm thấy ngon hay chùm này ngon? À chùm tay em ngon 200 luôn á. Ồ nho nhìn đảo quá ha. Lấy một chùm. Chùm này ngon hơn. Chùm này ngon, nó giòn hơn. Rồi cho em chùm này nè. Ồ quá đẻ luôn. Anh thích ăn không? Mua về nhà ăn. Mua về. Thôi được rồi em. Nhà. Dạ chưa chị. Dạ được rồi chị, như đó à. Bây giờ bán đắt không chị ơi? Dạ. À, chợ mình tới trưa ngồi với các bạn này nắng quá không? Nóng nóng dễ sợ luôn á. Anh chăm mấy chị? Dạ bồ nhí em á. Bạn gái ấy, chứ không phải vợ. Vợ ở nhà chăm con không có rảnh để đi. Chở bồ nhí đi phụ chị. Nhờ em đi giúp giùm. Chứ còn bà xã mới đi dọc đường thấy em gái đẹp gái quá lụm luôn vậy. Bà xã ở nhà lo làm giàu không đi được. Thế em chỉ là bạn thôi. Dạ đùa chứ bồ nhí ở với em 20 năm đẻ 2 đứa rồi. Rồi chúc mấy chị bán đắt hàng được nhiều sức khỏe nha, em đi luôn nha. Dạ. Rồi em chào mấy chị nha. Em đi luôn chị bán bún ơi. Em chào chị. Chúc chị bán bún nhiều sức khỏe luôn nha. Cái nho này rồi chị bán bún mê nói chuyện em, mê nói chuyện mà chúc không nghe luôn. Dạ. Chúc chị bán bún đắt hàng nha. Được dạ, nhiều sức khỏe nha. Khác anh đi ra anh quay anh mua ủng hộ. Chế nhà em quay được nhiều lượt trong này đâu. Dạ. Em đi luôn chị. À, em đi em chào mấy chị nha. Rồi bây giờ thì Hải xin mời cả nhà cùng về lại căn nhà của các cháu. Hải là nó mấy cái máy nó bé vui ha. Dạ. Vui ha.
nó kêu chú Hải, nó kêu chú Hải ở lại chơi, chở con đi chơi. Thì em mới nói là thôi bữa nay là mình ăn cơm ở nhà đi, clip sau chú Hải sẽ ra, chú Hải chở tụi con đi chơi xe luôn. Em định chở vô bạn rẻ gì đó cho cháu đi chơi, nó ăn nó uống gì đó. Bây giờ là đang trong khâu sơ chế cái nhà, để chuẩn bị nấu canh chua với lại gà xà ớt em ha. Đúng rồi. Cái gì thì nấu với canh chua, còn gà là xào xà ớt. Em nấu vừa thôi, đừng cay quá mấy cháu nó ăn không được nha. Em mua để dành để nó ăn. Đây là lá me với lá é với ngộ để nấu canh chua nè, còn ớt thì để ớt để làm nước mắm với là gì em ha. Đúng rồi. À, do nhà không có rổ nhiều thành ra phải bỏ vô một rổ. Chứ không là phải mỗi thứ một rổ thì mình nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn. Ừ. Do nhà cô ít người ăn cũng ít rổ quá thành ra mình cũng... Đây là cái không gian bếp ở phía sau này cả nhà. À, có một cái giếng tiêu đủ, rồi một cái chòi để che mưa tạm thời thôi. Rồi bây giờ em sắp nước. Trời ơi, mới sắp nước lại luôn á. Hồi xưa nhà em cũng sắp nước, để luôn ăn, để rửa chén, để đồ. Bây giờ lâu quá rồi mới dùng lại. Lo vẫn bình thường, vẫn sắp được như ngày nào. Hay ha. Đến lâu lâu cũng giống như là mình trải nghiệm một cái cuộc sống dân dã, ôn lại đúng không em ha? Ôn lại qua kiểu gì là tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ tôi ra ngày nào em cũng phải sắp máy cho mình như gì hết. Ủa sao sao không mặc đồ mới chút chỉ ngại quá chứ thay cái áo như đây rồi, cái quần thì vẫn mặc nhưng mà thay cái áo khác rồi. Con mặc cái bộ đồ đẹp ghê con. Cái chút mấy hòn mặc cái đồ rồi cũng đẹp quá, tới chú Hải coi xíu coi dễ thương chưa. Nhìn nhìn nghe mấy chút làm thì có vẻ cũng thường làm việc cái chỗ em ha. Đúng rồi, rất là kinh nghiệm luôn. Ừ, làm tay chân thấy rất là tương tóc luôn chứ không có lượng thừa em không. Đúng rồi, mình lớn là mình phải biết phụ ông bà ngoại nè, rồi mình phụ nấu ăn nữa đúng không con? Tại vì bây giờ ông bà ngoại cũng lớn rồi đó. Con biết nấu cho con, biết làm một cái đó. À. Mỗi đứa mỗi tay mỗi việc giỏi rồi. Cái xẻ này là chuẩn bị để mình bầm ra để mình làm xẻ ớt đó, đúng không em? Đúng rồi. Ừ. Còn bé Hòn đợi tí xíu nó phụ ăn nha. Bé Hòn còn nhỏ quá, phụ ăn là giỏi. Cái Hòn mặc, bé Hòn mặc cái đầm dễ thương quá. Do hoàn cảnh của cô với các cháu ở đây cũng khó khăn, cho nên là chính vì vậy mà ở đây thì nấu thì một cái nồi có dùng có hai cái nồi cơm điện, một cái là để nấu cơm, còn một cái là cô kết hợp đa năng luôn cả nhà. Vừa nấu canh, vừa xào, vừa chiên gì trong này luôn. Cho nên là nãy giờ nấu nó hơi lâu. Bây giờ là mình đã nấu xong cái nồi cá rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình múc ra để mình dùng cái nồi mình nấu cái món cá. Đây là món cái gì nấu lá me. Quá hấp dẫn luôn, thơm con ha. Tụi con thích ăn cái gì hay là thích ăn gà? Chú Hải đón ngay là tụi con biết thích ăn gà mà. Tại vì tụi con ăn cá nhiều quá rồi đúng không? Chút thì thích ăn cá. Chút là thích ăn cá hả? Mấy con không ạ? 6, 5 5 con cái gì ạ? Cả nhà thông cảm nha, bởi vì là có một cái son thôi mà nấu tới 3 món luôn. Bây giờ là canh chua, canh chua lá me với cái gì. Đây thì gà xào xả ớt. Còn do cái son nó dựng đứng ở nhà chứ không phải như cái chảo, cho nên trứng chiên là hương vị thì hấp dẫn nhưng mà hình thức thì nó hơi bị xíu. Có trái cây tráng miệng luôn. Bây giờ là còn đợi món cuối cùng nữa, cũng làm coi như là canh xào hay chiên gì đều là trong cái son này hết. Cả nhà coi đầu bếp 5 sao Hải mới vừa thuê về nè. Trời ơi, coi như là khi đi mặc váy mặc đầm giờ coi như là cột dây thun luôn cả nhà. giờ chuyển thành chế thành kiểu quần luôn á. Vui tụi con. Vui em. Tỏi đó chuẩn bị mình xào với cả thìa em ha. Đúng rồi. Thì ở nhà chút cũng nấu ăn đúng không con? Giỏi, chút giỏi. Bốn củ này. À, như cả nhà thấy giờ đang xào cả thìa mà phải xào trong cái son luôn nè cả nhà.
Cuối cùng thì mâm cơm của miền quê Tu Bông cũng đã xong rồi cả nhà. Bây giờ thì Hải xin mời quý khán giả cùng ăn cơm với cô chú ở đây cùng với các cháu. Rồi con mời cô chú ăn cơm nha. Hải xin mời quý khán giả. Ồ, bé Hòn giỏi chứ chưa. Rồi tụi con ăn cơm đi. Dạ cô chú ăn cơm nha. Rồi mời đầu bếp năm sao ăn cơm luôn nha. Bé Hòn là thích ăn cái gì nhất nè? Trong cái món này bé Hòn thích ăn món gì nhất? Trứng chiên hả? À con thích ăn trứng chiên nhưng mà sao lại con lại gắp thịt gà? Sao mâu thuẫn cái gì? Đó. Còn bé Phi thì thích ăn món gì nhất trong cái món ở đây? Nhưng mà chú biết Hải biết rồi, nhưng mà ý là thích ăn món gì nhất? À là thích ăn món gà xào ớt, xào xào ớt đúng không? Còn bé Trúc nè, bé Trúc thì ăn thích ăn món gì nhất trong cái món ở đây? À cái gì nấu canh chua. À, vậy là con trùng ý với chú Hải luôn nè. Rồi con mời cô chú dùng nha. Trứng ngon ngon phịt, ngon. Ngon mấy điểm? 10 điểm luôn, nghe chưa? Chúc bé Hòn ăn thử thịt gà coi. Nãy giờ con ăn thịt gà ngon con? Ăn thử ngon không? Cô nấu ngon không? Cô nấu món thịt gà ngon không? Ngon lắm luôn hả? Còn chú Gia nói cái làm liền luôn, ăn cơm với cá nấu cái chua liền luôn vậy đó, hả? Ngon con. Cô Trân nấu có khác ngoại không? Cô Trân nấu có khác ngoại hay giống ngoại? Hồi sáng chú Hải vô thấy kia, lúc đó là ngoại đang chuẩn bị nấu cái món cái nục kho mặn. Không mà con ngửi cái mùi cũng rất là thơm nha. Cái mùi rất là thơm luôn. À, nhưng mà hãy nói thôi bây giờ để dành cái món đó để tối cô chú với các cháu ăn sau. Bữa nay thì Hải xin nấu bữa cơm này để mời riêng gia đình cô chú với các cháu. Rồi là bếp năm sao ăn nha. Cá thì xào ngon chú. Ngon hay chú? Nấu mà cả gia đình ăn ai cũng khen ngon, rất là vui ha. Ồ, ăn lòng ba tô luôn. Giữ không? À, một tô là để cơm với canh nè cả nhà. Ừ, rất bài bản ha. Còn một tô là để gắp đồ khô. Một tô nữa là để xương. Ăn đi con với Hòn với chút. Bé Hòn một ngày con ăn được bao nhiêu tô đó con? Một buổi con ăn được bao nhiêu tô đó? Hai tô không? Ăn tô hả? À, cho con ăn đang nhiều nhiều vô nha. Một chút cũng vậy nha. À, nấu được bữa ăn mà cái cháu nó ngồi ăn rất là ngon miệng. À, cũng rất là mừng luôn đó nha. Tụi con ăn đồ ăn ở đây nó hơi nhiều quá, tụi con ăn không cũng được nha. Ăn đồ ăn nhiều vô nha. Rồi đang bảo tụi con ăn thả ga luôn, chắc chiều cũng còn để ăn luôn á. Ừ. Ờ đúng là người Hải thì gà khác ha. Nãy giờ chứ mong về thì gà biết rồi. Trời ăn nhiều mà ăn dễ sợ. Nhà của cô chú và các cháu ở đây thì theo như Hải biết là gọi là khu xóm mới, nằm ngay khu vực của gần ngã ba cây dúi của thị trấn Tu Bông, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm nay thì đi một ngày chợ về nấu một buổi cơm và cùng ăn với gia đình của cô chú và các cháu thì rất là vui luôn. Và đặc biệt là sau khi mà nấu xong thì các cháu đều khen rất là ngon, thì cũng rất là vui. Bây giờ thì chắc có lẽ thì Hải cũng xin dừng clip tại đây. Cũng cảm ơn quý khán giả rất là nhiều vì đã dành thời gian để xem đến cuối clip. Bây giờ thì Hải xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các video clip sau nha.